khoảng thời gian đầu tiên mà quen là con không có cho cái bạn gái bạn thân của con biết. Ừ. Tại vì lúc đầu bạn nó nói là Duy á, Duy nhắn tin cho tao quá, Duy cua tao đó. Nhưng mà bạn không biết là bạn này là chỉ có mượn bạn đó để cua con. Ừ. Dạ đúng rồi, nên là hả, khoảng đó là quen nhau là tụi con giấu cho đó. Bạn bè với lại cả là ba mẹ con cũng không có muốn là quen sớm lúc mà đi học, nên là cũng không có cho ai biết. Tới khoảng giữa năm lớp 11 mấy bạn mới thấy là sao hai cái người này đi học mà cứ sắp sát với nhau hoài. Đầu mọi người mới nghi ngờ mới biết. Ừ. Đến bao lâu thì cái bạn kia mới biết rằng là cái người mà Duy theo đuổi là con chứ không phải? Dạ chắc kia. Cũng giữa năm lớp 11. Lúc đó bạn ấy làm sao? Bạn đó với con nghĩ chơi nhau luôn. Dạ con chào cô Học Dân và chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Thị Kim Ngân. Năm nay con 27 tuổi. Nghề nghiệp của con là kinh doanh hàng Thái ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi mời con. Dạ chào chú Thuận, cô Hồng Dân, con Lê Duy. Thì con đang hiện tại là làm bên mảnh tài chính ngân hàng. Hiện tại con đang sinh sống ở quận 8. Ừ. Chung với vợ con. Nè. Yeah. Ô Duy ơi, mà là con là bao nhiêu tuổi? Dạ con năm nay 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ. Hai đứa hai chồng bằng nhau. Dạ. Ừ. Chắc là đoán đi, đoán quen em, nhau em đoán chị cái đoán. Hai đứa này là đi học học chung với nhau từ thời tiểu học và tụi nó là có một cái thời gian coi như gắn bó với nhau từ tuổi thơ cho đến thiếu niên và bắt đầu quen nhau và yêu nhau và cưới nhau luôn, đúng không? Dạ tụi con là quen nhau lúc cuối năm lớp 10, là hiện tại là đã quen nhau được 12 năm. Bạn này cũng học chung với con luôn. Ừ. Là bạn ngồi đầu bàn. Còn con là ngồi cuối bàn. Nhưng mà đầu năm cho tới cuối năm là tụi con không có nói chuyện với nhà, tụi con không có quan tâm. Tới cuối năm luôn, bạn này mới nhắn tin cho một cái bạn chơi thân với con là một bạn gái. Ừ. Thì bạn gái đó mới nói với con là bạn này đang tính cua bạn đó. Nhưng mà thật ra là bạn này là muốn tìm cách để liên hệ với con. Tại vì bạn gái đó là chơi thân với con nhất. Có nghĩa là giả bộ mượn bạn gái cái bắt cầu để mà dạ. Mà quen con đó đúng không? Dạ đúng rồi. Duy ơi, cái dạ. Điểm nào ở Kim Ngân mà con lại muốn tiếp cận với bạn này và con lại thích bạn này? Con nghĩ là cái ánh nhìn đầu tiên nó quan trọng. Sắc ra về sắc ra không? Dạ. Giỏi và xinh đẹp. Dạ. Đẹp đúng không? Hiền. Hiền. Dạ. Hiền thì không hiền. Hiền thì không hiền. À không hiền. Dạ. Đẹp giỏi mà không hiền. Nhưng mà trong lớp của con là có... Ngoài con ra là có đứa nào nó theo đuổi Ngân không? Con nghĩ là không. Có mình con rồi đúng không? Dạ. Chỉ có mình con mới nhận ra được cái vậy nét con, đặc biệt của Ngân. Vậy là con một mình một ngựa thì con đâu có phải chiến đấu với ai nữa. Dạ. Cho nên là chắc là con chinh phục bạn Ngân là không có khó lắm đúng không? Dạ cũng cũng khó tại vì cũng phải mất 2-3 tháng. Ừ. Dạ. Ồ nhưng mà cái mối tình học trò lúc đó là chắc cũng phải coi như là giấu giếm. Ừ. Giấu giếm bạn bè, sợ bạn bè nó chọc. Dạ đúng có rồi. Khoảng thời gian đầu tiên mà quen là con không có cho cái bạn gái bạn thân của con biết. Ừ. Tại vì lúc đầu bạn nó nói là Duy á, Duy nhắn tin cho tao quá, Duy cua tao đó. Nhưng mà bạn không biết là bạn này là chỉ có mượn bạn đó để cua con. Ừ. Dạ đúng rồi, nên là hả, khoảng đó là quen nhau là tụi con giấu bạn cho đó. Bạn bè với lại cả là ba mẹ con cũng không có muốn là quen sớm lúc mà đi học, nên là cũng không có cho ai biết. Tới khoảng giữa năm lớp 11 mấy bạn mới thấy là sao hai cái người này đi học mà cứ sắp sáp với nhau hoài. Đầu mọi người mới nghi ngờ mới biết. Đến bao lâu thì cái bạn kia mới biết rằng là cái người mà Duy theo đuổi là con chứ không phải? Dạ là bạn chắc kia. Cũng giữa năm lớp 11. Lúc đó bạn ấy làm sao? Bạn đó với con nghĩ chơi nhau luôn. Nhưng mà chắc bạn đó biết thì lúc ấy chắc tụi con công khai rồi đúng không? Dạ đúng chắc rồi. Lúc ở trường cũng biết rồi. Dạ. Gia đình tụi con biết không? Ba mẹ con thì lúc đó thì chắc chưa biết. Tầm khoảng con nghĩ là cuối năm 11 hoặc là đầu năm 12 á thì mới biết. Tại vì lúc đó tụi con đi học tụi con cứ sáp vô nhau nhiều quá nên là thầy cô cũng biết luôn. Cái bị mời phụ huynh vô. Đúng rồi, thầy cô mới bắt đầu nói là anh chị coi lại cháu là vậy đó. Đó là gia đình con, còn gia đình Duy sao? Dạ gia đình con thì dễ. Tại mẹ con cũng có chở Ngân về chơi với ba mẹ mấy lần. Ừ. Thì ba mẹ con cũng dễ, cũng chấp thuận. Vậy mỗi lần đi chơi chắc phải lén đúng không? Dạ đúng rồi. Đi chơi thì cứ phải đúng 10 giờ là phải về nhà. Tại vì sau 10 giờ là ba con sẽ gọi rất là nhiều luôn. Nhưng mà có bao giờ ba mẹ bắt gặp không? Dạ ba mẹ bắt gặp là chưa. Ừ. Dạ. Chỉ có là con đi chơi về trễ quá
Thì ba con gọi hoài, xong rồi cái về thì bị la. Rồi suốt thời gian tụi con yêu nhau 12 năm vậy á, là ở bên nhau đủ 12 năm hay là có xa cách năm nào không? Dạ, tụi con là cũng quen nhau như vậy luôn. Là chỉ có chia tay một lần là lúc tụi con mới quen, là tầm lớp 11. Dạ, là chỉ có một lần nó duy nhất thôi. Dạ đúng rồi, sau này thì tụi con cứ quen nhau suốt như vậy. Nhưng mà có yêu xa không? Yêu xa đi thì học đại học xa. Yêu xa thì lúc mà bạn đi nghĩa vụ 2 năm á. Và con với bạn là yêu xa, là bạn ở trong chổng, còn con ở ngoài đây. Rồi coi như là ở ngoài này thì cô gái giống như là hậu phương đợi chờ á. Trong thời gian đó tụi con gặp được nhau mấy lần? Cuối tuần á là chủ nhật nào á là con cũng lên thăm bạn này hết. Mà con thì con kiểu không có biết chạy xe á, nên là con lên thăm bạn này thì em của bạn này chở con lên. Nhưng mà hỏi Duy nè, cái trong cái thời điểm đó là lúc mỗi lần mà vợ của con lên thăm con á, rồi ở trong đó mọi người có bình phẩm hay có xì xầm hay có này này kia kia nọ không? Dạ có. Nói sao? Thì cứ nói là bạn gái mày đẹp quá. Đẹp mà Thủy Chung rồi ha, dạ, 2 năm rồi. Trời là cứ thứ bảy chủ nhật là lên thăm. Dạ đúng rồi. Rồi lên thăm lần vậy mua đồ nhiều không? Dạ nhiều, một lần lên mua cả cũng phải hai bao đó. Sữa mì. Con thằng mua bánh kẹo Thái. Nhưng mà lúc đó chú hỏi nè, lúc đó cả là... đơn vị được ăn đồ Thái. Không phải chị, đúng ngoài đời mình không được ăn nè. Để thắc mắc cái nè, lúc đó là mà còn trẻ quá, chưa có đi làm chứ sao tiền đâu mua đồ Thái. Tại vì con là con đã khởi nghiệp từ lúc mà con học xong 12 á. Dạ là con bắt đầu kinh doanh, là kinh doanh đầu tiên của con là con bán son tự làm á, son handmade á. Dạ là con đi học làm son nên là con đã bắt đầu kinh doanh từ thời điểm đó. Trời dỗ quá vậy. Ôi như vậy là các bạn là yêu nhau 12 năm trời, không chia tay chứ, chứ ngoại trừ cái thuở coi như ấu trĩ ấu trùng. Ấu trĩ ấu trùng. Đó. Còn ngoài ra trong suốt 12 năm là ngoài cái đó là bên không nhau. Là bên nhau, yêu nhau. Và đây là mối tình đầu của cả hai luôn đúng không? Dạ đúng. Wow. Mà sao không cưới sớm mà để chi mà lâu dữ vậy? Đúng rồi. Tới 12 năm mới cưới gì vậy? Đi nghĩa vụ có 2 năm ra rồi. Dạ, dạ không, tại vì khi mà đi ra quân thì cũng có là tính sẽ cưới. Nhưng mà do lúc đó là dịch bùng tới. Cho nên là mới đây thôi. Dạ mới cưới đây. Là nhưng mà có sống thử với nhau trước không? Dạ không, tại vì nhà con rất là khó luôn. Là tại vì con là chỉ đi chơi tới 10 giờ là về. Với lại là ba con không có cho đi chơi qua đêm. Mà ngay cả đi chơi với bạn gái cũng không cho. Mà ví dụ mà đi bắn pháo bông mà 12 giờ thì 12 giờ 15 con phải về. Còn nếu mà qua 12 giờ 20 là ba con cũng sẽ chửi, sẽ la con. Rồi bây giờ thôi hỏi luôn đi, coi như là tổng hợp rồi. Luôn trong suốt 2 năm và cho tới bây giờ luôn. Là bên nhau thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra đó, nhường cho nó trước đi. Nãy giờ thấy nó im ắng quá. Sao tật xấu của ấy là gì? Xấu của vợ con có cái tật là không có nhường người khác, đã sai rồi mà còn hay nói lại. Là với con hay là với tất cả mọi người luôn? Với con với lại mọi người trong gia đình luôn. Coi như càng á, cái tánh càng á càng quấy đó. Dạ, đúng không? Tức là hồi đó cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Dạ đúng rồi, hồi đó từ đó từ hồi lúc quen tới giờ. Như vậy là mỗi sai lần sai cũng không nhận là mình sai. Dạ, luôn. Mỗi lần con mà gây với cô ấy là con chỉ có thua với là kèo dưới thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Mà mỗi lần mà con nói lại thì sao? Con nói lại thì giận rồi này kia thôi. Mình phải sai thôi. Dạ đúng rồi. Tôi còn gì nữa? Cô ghen không? Dạ ghen. Ghen giang trời mây sông nước không? Giang trời mây sông nước không? Dạ ghen dữ lắm. Tại ví dụ như con gặp một bạn nữ mà đứng nói chuyện bình thường thôi thì lát hồi về cũng có chuyện. Là mệt. Dạ đúng rồi. Còn nhắn tin với bạn trong công ty hay là về công việc á là cũng nhắn hoài, là cũng nói. Ví dụ như bây giờ mà là bạn nữ đó. Dạ nữ đó. Cứ khác giới là có chuyện. Rồi đồng giới là có chuyện không? Đồng giới không? Đồng giới mà ghen nữa là mệt lắm mà nghe. Vậy thì bạn bè của con trên Facebook đó là thành phần nam hay nữ? Đa số là nữ nhiều. Tại vì bạn... trong công ty con là đa số là nữ. Bạn Facebook của con. Mà mỗi lần con vô comment cho Facebook của phái nữ thì vợ con sao? Vợ con quản lý Facebook con luôn mà. Vợ con quản lý Facebook con luôn mà. Trời ơi con, hiểu rồi đó. Con là không bao giờ thấy như là comment coi như những bạn nữ rồi đúng không? Dạ. Rồi sao nè, có thích làm đẹp? Cái này cũng thích làm đẹp nhưng mà làm rất là lâu. Mỗi lần mà đi chơi mà ví dụ như 4 giờ thì cũng phải 5 rưỡi 6 giờ mới xong. Còn mặc đồ nữa là chắc 1 tiếng nữa là 3 tiếng. Thế sao mà làm chi mà lâu dữ vậy ta? Mang dép hay mang giày thôi là đã nửa tiếng, 1 tiếng rồi đó. Suy nghĩ đó phải không? Suy nghĩ là mỗi một lần đi lễ cưới là con coi như xả vàng.
chừng nào bà kêu xong hết rồi con mới chuẩn bị đồ. Dạ đúng rồi. Dạ thì ngoài là mấy cái tính đó thôi chứ còn có hay chụp hình selfie rồi đăng Facebook rồi sống ảo không? Dạ cũng có, ví dụ như mà đi ăn tiệc tùng á thì hay chụp lắm, chụp xong rồi mới bắt đầu cho ăn. Ví dụ như đi ăn hai đứa bưng hai cái tô ra thì phải cúng Facebook. Em thì đang đói thì con lấy cái đũa với lại cái muỗng tính ăn, khoan chụp cái rồi mới cho ăn, khoan chụp cái rồi mới cho ăn. Đó, cúng thần Facebook. Cái đó em cũng vậy mà anh nói gì. Không, bỏ thôi, cái đó coi như là bệnh trào lưu. Bệnh trào lưu đi. Đó. Bệnh trào lưu hết thôi. Tha cho nó cái tội đó đi con. Rồi bây giờ con mong muốn em yêu của mình thay đổi điều gì? Thì con chỉ mong muốn là vợ con thay đổi là đừng có nghe lời người khác khuyên. Giống như là mình sai thì người ta khuyên thì mình nên nghe, lắng nghe. Là phải nghe chứ sao con lại là đừng nghe lời người khác khuyên. Thì mong muốn là lắng nghe. Luôn luôn lắng nghe và rồi luôn luôn hiểu hiểu nha. Rồi bây giờ tới con đó. Dạ. Tật xấu của ổng là gì? Nãy giờ ổng khui quá trời kìa. Hay quên đồ lắm, chứ chìa khóa xe đồ là hay vứt lung tung. Xong kiếm là hết thời gian mà đứng kiếm không cũng phải 20-30 phút. Mỗi lần vậy con có cọc không? Hơi bực bội. Cái là bây giờ cái hiện tượng gia đình nhà này đó là mỗi lần đi ăn tiệc là ông chồng ông chờ bà vợ 2 tiếng đồng hồ mới cắp. Nửa tiếng đồng hồ là bà đi thay giày thay dép. Bà thay xong xuôi rồi á, bà vợ chờ ngược lại ông này 1 tiếng rưỡi đi kìm chìa khóa. Là tới nơi là tàn món thứ ba rồi. Tới nơi là người ta nghỉ. Rồi còn gì không nè? Dạ với lại là hay nóng tánh cọc. Tại vì kiếm không được cái đó là bắt đầu cọc lên. Tại vì tự cọc với bản thân mình luôn. Trời ơi. Để đâu mà trời. Học tôi cũng bị. Tôi bị hoài luôn á thiệt á. Tự cọc mà tự chửi bản thân á nha. Rồi còn gì không nè? Có mê game, mê shopping gì không? Dạ là mê shopping lắm. Bạn này là suốt ngày cứ lướt Facebook. Xong rồi nói là em cái này đẹp quá, anh đặt cái này nha, em mua cho anh cái này đi. Thật ra là mua cho mình. Hay săn sale trên Shopee lắm. Mà shipper mà giao tới nhà không phải giao đồ cho con mà toàn giao đồ cho bạn này không. Nên mỗi lần mỗi sáng con thức dậy á, shipper gọi là con bắt đầu bực lên, con nhắn tin á, đặt cái gì nó vậy, đặt cái gì mà sao không nói. Con bực mình lắm. Mê Shopee hơn vợ. Rồi còn gì nữa nè, có mê game không? Mê game luôn. Ồ. Chơi game, chơi ngồi tập trung. Mà có nhiều khi là ăn cái đó ra mà cái món đó nguội luôn, vẫn còn đang bấm chơi game. Nghiện game quá. Cái đó là căn bệnh thời đại rồi, căn bệnh. Chưa có con cho nên là nghiện game dữ lắm. Con mong muốn chồng thay đổi gì? Dạ con mong muốn là thay đổi là bớt quên lại. Tại vì thời gian mình quên á, mình sẽ không có thể tập trung vào cái việc khác. Ví dụ như 20-30 phút đó mình có thể làm được một cái gì khác. Với lại là bớt shopping lại để dành tiền. Shopping nhiều quá. Mỗi lần mình shopping con nói vậy anh có muốn có con không? Tại vì có con là sẽ có nhiều thứ là phải để dành tiền. Bớt nóng tính lại, tại nhiều khi kiếm đồ không được cái xong mà cọc lên, mà hay cọc với bản thân mình xong lát hồi cọc lay qua cho người khác luôn. Xong mà tánh con cũng nóng nữa, cọc lay ba con là con cũng sẽ cọc lại luôn. Trời ơi biết sao, hai đứa mới lấy nhau tụi con còn tới 1 năm tới 1.5 năm nó để cọ sát với nhau á, cho nên tụi con phải hết sức là nhường nhịn nhau. Tại vì đừng có đứa nào cũng giữ bo cái cá tính của mình á, rồi mất công lắm. Mối tình 12 năm quá đẹp đi, bây giờ đến được với nhau rồi á phải giữ nhau. Thì mong cho hai vợ chồng của tụi con sẽ tiếp tục yêu thương nhau, tiếp tục xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc bền chặt. Và có thể, thôi cũng lớn tuổi rồi, năm sau làm đứa đi nghe. Dạ.